Trong khuôn khổ đối thoại Shangri-La 2022 đang diễn ra tại Singapore, hôm qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto khẳng định quốc gia vạn đảo sẽ duy trì chính sách quốc phòng và đối ngoại vì độc lập và chủ quyền quốc gia, cũng như tôn trọng lợi ích của tất cả các nước khác. Phát biểu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Prabowo khẳng định Indonesia duy trì chính sách đối ngoại tích cực, tôn trọng lợi ích của tất cả các bên và đảm bảo sự cân bằng. Trong hàng chục năm qua, Indonesia đã kiên định thực hiện cách thức riêng trong việc tự giải quyết những vấn đề khó khăn, cũng tương tự như các nước châu Âu khác, để ứng phó với những thách thức. Indonesia sẽ tiếp tục kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia của mình và tôn trọng các nước bạn bè, láng giềng, đã tạo ra mối quan hệ hài hòa trong khu vực. Bộ trưởng Rabovo cho biết thêm, Indonesia sẽ nỗ lực hết sức bảo vệ lợi ích quốc gia. Điều quan trọng là phải tôn trọng tất cả bạn bè, cái nước láng giềng đã tạo ra mối quan hệ hài hòa giữa các quốc gia ở châu Á trong nhiều thập kỷ qua, mặc dù vẫn tồn tại sự cạnh tranh. Cũng trong khuôn khổ các hoạt động tại đối thoại Shangri-La 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia đã hội đàm với người đồng cấp Singapore để thảo luận về việc tăng cường hợp tác quốc phòng và đối phó với những thách thức an ninh truyền thống cũng như an ninh phi truyền thống trong giai đoạn hiện nay hai bên khẳng định quan hệ quốc phòng bền chặt và sẽ tiếp tục các mối quan hệ hợp tác thông qua chương trình đào tạo chung các chuyến thăm cấp cao và trao đổi chuyên môn để giải quyết các thách thức an ninh chung trong khu vực